táo, đu đủ, cam, xoài, trái nào ăn được không cần bóc vỏ? Táo. Chỉ có trái táo thôi, không cần bóc vỏ. Táo, đu đủ, cam, xoài, trái nào dùng để ăn chung với bánh tráng trộn? Xoài. Táo, đu đủ, cam, xoài, trái nào cũng được. Ủa, nó nghe là không còn cái trái gì khác, sao vòng vòng có mấy trái đó hoài vậy? Đừng có giả bộ hỏi câu giờ. Nhanh lên. Trái nào cũng cúng được hết. Chính xác. Cô bé bán diêm, cô bán táo, đu đủ, cam, xoài không? Em giỡn á. Em giỡn, câu đó em giỡn. Giờ câu hỏi thiệt nè. Cô bé bán diêm với cô bé bán xăng có là bạn của nhau được không? Hai đứa đó mà là bạn nhau trái nhà. Một nhóm có hai người cha và hai người con mà có 15 trái táo, muốn chia đều, vậy thì mỗi người được mấy trái? Cha. Cha. Con. Chia đều ra thôi. Thì mỗi người được nhiêu trái? 5 trái. Tại sao? Thì bây giờ vậy nè, người cha, người con, người cha, người con thì là chia ra là 5 trái. Anh ngang ngược 15 trái mà chia 4. Bây giờ nè, chia ra là mỗi đứa 5 trái. Hai người cha, hai người con, anh nói sao vậy? Anh nghe kỹ đề đi, hai người cha, hai người con lận. Cái gì nói có người cha, hai người hai con. Hai người cha, hai người con, anh nghe lộn, kia mày mạ nói. Ngang ngược. Hai người cha, hai người con. Hai người cha và hai người con. Đúng. Thì 5 trái. Ngang dễ, sợ ngang. Đúng rồi. Bây giờ chia sao ra 5? Thì một người cha nhịn không ăn vậy thôi, trời ơi. Một người cha nhường nhịn cho con mình. Hợp lý. Là 4 người thì bây giờ nè, chia ra 3 người kia là mỗi người 5 trái, 5 trái là 15 người. Một người kia là người ta không ăn trái cây được, người ta bị dị ứng, người ta không ăn, người ta nhịn. Thôi lên đi. Không dễ làm sao bị đúng thôi chứ. Ngang ngược à. Bây giờ giải thích nè. Hai người cha, hai người con thật ra là chỉ có 3 người. Tại vì họ quan hệ là ông nội, cha với con. Trời ơi. Hai người cha là hai người cha. Thì sao? Bà xà phá. Bà nói gì vậy bà? Ông nội là cha của cha. Bà cha là cha của con, là hai người cha. Và con là con của cha là một. Mà cha mình là con của ông nội là hai. Có nghĩa là hai người cha, hai người con. Thật sự là chỉ có 3 người thôi. Ừ. Tiếp nè. Người ta gọi tỏi cô đơn là vì một củ tỏi chỉ có một tép, hay là một cây tỏi chỉ có một củ? Một củ. Là sao? Tức là một cái củ tỏi là một tép đó. Một tép là một củ tỏi thôi. Chính xác. Hiện nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Vậy bao nhiêu năm nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu? Cháu có 14 tuổi thôi. Ừ. Ông là 56 tuổi. Thì bây giờ cần gì bao nhiêu năm nữa mới gấp đôi? Bản thân bình thường như vậy thôi đã là gấp tới mấy rồi? Chính xác. À. Yeah. Phải chi mà hỏi vậy nè. Cháu 14 tuổi, ông 15 tuổi. Đó, à, thì bao nhiêu năm nữa mới gấp đôi thì còn có lý. Anh vừa phải rồi, cháu nào 14 tuổi, ông 15 tuổi. Nói gì đó kể đi. Bé Ben mặc áo choàng màu gì? Bé Ben. Dù trời, tự nhiên giờ qua đây bé Ben đây. Ờ, chị của tao. Gọi điện thoại cho mẹ nó hỏi nha. Bé Ben. Ủa bé. Má ơi, tôi nghe là bé Ben. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Ủa vậy tôi nói ủa cái gì kỳ vậy? Tôi nhiên hỏi bé Ben ở đây làm gì? Tôi hỏi bé Ben. Ông nghe sao ra bé Ben. Rồi kêu tôi điện về cho má bé Ben hỏi. Bởi vì khoảng cách nó xa quá. Vậy bé Ben mặc áo choàng màu gì? Màu đen. Lên. Người dơi mà phải bận màu đen chứ, không lẽ giờ bận màu trắng. Vậy Iron Man mặc áo choàng màu gì? Iron Man không có mặc áo choàng. Spider Man mặc áo màu gì? Batman mặc áo màu đen. Sai. Vậy Spider Man mặc áo màu gì? Nói cho rõ giùm tôi cái ông nội. Ừ. Trời đất ơi, tôi nghe rõ ràng là Batman nữa. Spider-Man. Nói điên à. Spider-Man mặc áo màu gì? Spider-Man là cái thằng người nhện bám lên tường này, cái gì? Nó bận áo màu đỏ. Sai. Nè, quánh liền nha. Nó bận áo màu xanh với đỏ chứ không phải màu không đỏ hề. Không. Nó là màu... Trời, tức quá, sợ Google liền mấy em. Spider-Man có cái quần màu xanh nữa. Mặc áo màu đỏ nhưng câu hỏi là mặc áo màu gì? Theo thống kê cuối cùng của Marvel là mặc áo có màu xanh và màu đỏ luôn. Như vậy tôi cũng đúng. Sai. Có dính màu đỏ là được rồi. Ủa? Đứa nào bấm cái tụi tôi bánh liền nha. Ngang ngược.
phải kể tên ba người còn lại của đội Thanh Vân. Con gái nè, Bảo Linh nè, Bentley nè, rồi Bảo Danh. Danh, Linh, Lì. Lên. Yeah. Ủa sao lên con nói vậy? Kể tên năm loại bánh mứt trong bài Rước Đèn Tháng 8. Tết trung thu rồi kìa là đèn năm sau này các bạn. Mứt gừng, mứt bi, hạt dưa, thịt mỡ, xuống, hạt sen. Hết giờ.